Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 8, Nhật báo Quân đội Trung Quốc đã phát hành một báo cáo bằng tiếng Trung Quốc có tựa đề: Thiết bị thông minh của một lữ đoàn lục quân được tích hợp vào công việc tâm lý của chiến tranh. Theo báo cáo, mục tiêu là sử dụng công nghệ để giúp cải thiện trạng thái tâm lý của sĩ quan và binh sĩ. Mỗi đơn vị hỏa lực đều có hệ thống theo dõi tâm lý thông minh, liên tục nắm bắt được nét mặt của cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống này có thể phán đoán trạng thái tâm lý của cán bộ, chiến sĩ theo thời gian thực thông qua phản hồi dữ liệu. Báo cáo mô tả, một binh nhì lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập thực chiến với lữ đoàn lục quân. Anh lo lắng. Một cán bộ tư vấn tâm lý được cử ra kịp thời để trấn an tinh thần, giúp anh thực hiện thành công nhiệm vụ. Hướng dẫn viên có thể theo dõi dữ liệu sinh lý của người lính trong suốt khoảng thời gian anh ta đeo vòng tay cảm biến thông minh. Tờ báo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung Quốc đã đăng một bài báo vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 đề cập đến cách một trung đoàn của quân đội tên lửa Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng một hệ thống để phân tích suy nghĩ của binh sĩ và ngăn chặn các vấn đề bất thường trong quân đội. Một vài ngày trước, bài báo nói rằng Phạm Trấn, một sĩ quan trong phòng công tác chính trị của quân chủng tên lửa, đã nhập hệ thống người lính qua tàu hỏa. Anh ấy nhận thấy một thông báo có màu đỏ thể hiện rằng một người lính cấp nhất có tầm ảnh hưởng đối với công ty gần đây có tâm trạng kém và không nhiệt tình trong công việc. Phạm Trấn ngay lập tức thông báo cho CEO của công ty về vấn đề này. Mời quý vị cùng tìm hiểu về cách mà chính quyền Bắc Kinh kiểm soát tâm lý của binh lính và bên cạnh đó, các chuyên gia nước ngoài cũng phân tích đánh giá về cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng chúng. Chuyên gia, chính phủ duy nhất giám sát tình trạng sinh lý của binh lính. Truyền thông Hoa ngữ Đại Kỷ Nguyên dẫn lời Lý Chính Tu, một chuyên gia quân sự Đài Loan tại Quỹ Nghiên cứu Chính sách Quốc gia, vào ngày 15 tháng 8, rằng các nhà độc tài cũng có thể lạm dụng công nghệ như một công cụ để kiểm soát xã hội, mặc dù nhiều quốc gia sử dụng đồng hồ thông minh để theo dõi tình trạng thể chất của binh lính, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hệ thống này để theo dõi trạng thái sinh lý của binh lính. Lý Chính Tu nói, ví dụ, Apple Watch có thể theo dõi tình trạng thể chất của người dùng, nhưng Hoa Kỳ sẽ không sử dụng chức năng này như một công cụ để giám sát binh lính. Tôi e rằng quân đội giải phóng nhân dân sẽ không dám nói sự thật. Sau tất cả, nếu người ta phát hiện ra rằng những người lính có vấn đề về thể chất và tinh thần, tôi e rằng bạn sẽ bị buộc tội. Ông nói thêm rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên sử dụng tuyên truyền chính trị để giáo dục tẩy não nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của mình. Đặc biệt, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục dùng các loại hình thức khác nhau để tuyên truyền rằng khôi phục Đài Loan là một nhiệm vụ lịch sử quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc vi phạm nhân quyền của binh lính. Báo Đại Kỷ Nguyên Hoa ngữ trích dẫn từ Ngô Đặc, một nhà bình luận truyền thông độc lập rằng chính phủ Trung Quốc đã liên tục tham gia vào việc tẩy não chính trị trong nội bộ và đã đàn áp bất kỳ nhà bất đồng chính kiến nào dám lên tiếng, đặc biệt là trong quân đội. Quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc là SS và những người lính bị tẩy não bởi những đợt ném bom cường độ cao trong tuyên truyền hàng ngày, yêu cầu họ phải nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc và duy trì sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sách này trái ngược với các nước dân chủ phương Tây, hạn chế tuyên truyền đảng phái chính trị trong quân đội, theo chủ trương quốc hữu hóa quân đội. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn yêu cầu binh lính của mình làm bia đỡ đạn sẵn có cho chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một ngày trước chuyến thăm Đài Loan của diễn giả Hạ viện Pelosi, vào ngày 2 tháng 8, Trung Quốc đã tham gia các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gây căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc đã phát hành một video có tiêu đề "Đứng lên và chiến đấu theo mệnh lệnh" và khẩu hiệu "Chôn cất tất cả kẻ thù nào, tiến đến và hành quân về phía thống nhất chiến thắng" xuất hiện ở cuối video. Trên bản tin diễn tập của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông qua WeChat có dòng chữ màu đỏ in đậm ở cuối: "Các trận đánh chung và chiến thắng chung, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng." Theo Ngô Đặc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành tẩy não cường độ cao trong quân đội Trung Quốc. Từ đo lường lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng trí tuệ nhân tạo AI đến việc theo dõi tâm lý của binh lính. Vào ngày 1 tháng 7, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo, Trung tâm Khoa học Quốc gia Hợp Phì thông báo
họ đã tích hợp công nghệ AI vào các tổ chức của chính phủ Trung Quốc. Người ta nói rằng bộ thiết bị AI này được gọi là thanh lý tưởng và chính trị thông minh. Nó có thể ghi nhận lòng trung thành của một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể trích xuất các đặc điểm hình ảnh và ngoại hình trên khuôn mặt và các đặc điểm tín hiệu điện não đồ EEG và đặc điểm điện da, sức mạnh tổng hợp và sự kết hợp. Như vậy, họ mới đánh giá được mức độ tập trung, ghi nhận, làm chủ của đảng viên khi được giáo dục chính trị tư tưởng, hiểu rõ tác dụng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện phối hợp cộng tác. Tờ báo Đại Kỷ Nguyên báo cáo nội dung liên quan đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Sự kiểm soát của não bộ, nỗi sợ hãi không thể giải thích được, quá đáng sợ, và tẩy não bằng công nghệ. Thưa quý vị, các thiết bị công nghệ hiện đại ngày càng có tính tiện lợi, nhưng nó có thể khiến tư duy con người càng ngày càng suy giảm. Mỗi tư duy xuất phát từ ý thức của con người có thể bị máy móc theo dõi và báo cáo cho bộ phận điều hành, từ đó đưa ra các kế hoạch điều khiển con người. Khi sự phát triển của tinh thần con người không lên theo kịp với sự phát triển của vật chất, ý thức người ta có thể bị khống chế bởi chúng. Đến đây, bản tin của DKN News xin được phép tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui.